Mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phước Sang Official của mình. Cũng lâu rồi mình không đăng video nha các bạn. Tại vì từ bữa giờ tới Tết á, từ bữa Tết đến giờ á, mình bận nhiều thứ quá các bạn. Này, trời đang nắng rồi các bạn. Mình ở miền Tây, trời rất là nắng các bạn. Nắng quá thì làm gì các bạn? Đó, nắng quá thì làm gì? Nắng quá thì... Đó, mình thấy không? Nắng quá thì mình cạo lông cho hai bếp nhà mình. Cạo lông cho nó rồi các bạn. Không, trừ là cái chấm đuôi như sư tử các bạn thấy không? Các bạn có thấy như sư tử không? Trừ cái chấm đuôi thấy không? Như sư tử luôn nè. Sùng lắm. Sùng lắm. Abo. À nó abo đó. Cái đó. Cạo lông ra nhìn nó thon người nó nhỏ lại các bạn, nhưng mà nó rất là mập, mập lù luôn thấy không? À, bèo 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 bèo. Nó bèo đang gãi các bạn. Một năm mình nên cạo lông cho nó một lần nha các bạn, để trị ve bọ chét và giúp cho nó mát mẻ nha các bạn. Trong thời gian cạo lông này nè, mình nên tắm rửa cho nó thường xuyên, với lại mình nên sức mua mấy các loại thuốc mà trị ve chó bọ chét rồi á, về mình sức cho nó. Tại lúc này lông của nó ngắn á, nó sẽ dễ thấm vô da và cái hiệu quả trị rất tốt. Hiện tại thì mình chó mình không có bị, nên là mình chỉ có tắm bằng sát cà phê các bạn. Sát cà phê cũng trị dê chó bỏ chết chó cũng hiệu quả lắm các bạn cứ thử đi. Bèo 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 à bèo. Bô 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 bô. Rất là mập. Khôn lắm các bạn ơi. Bởi vì biểu sao không cưng nó được. Bao nhiêu tài sản tiền bạc thì dôm cho nó các bạn. Mình là mua bán, nhưng mà mình lại giữ lại, mình rất thương có tình cảm với hai bé này, cho nên mình đã nuôi từ nhỏ tới giờ luôn các bạn. Mình không bán cho khách, mình để dành hai con này cho mình đó. Cho nên với một người đam mê chó như mình á, các bạn mua các là một địa chỉ mua chó nghiệp vụ và các loại chó cảnh nhỏ nha các bạn, rất là uy tín, cho nên các bạn cứ yên tâm. Quy trình mua bán nó rất là đơn giản nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem chó, nếu các bạn tin tưởng thì các bạn chỉ cần nói cho mình biết là các bạn cần chó gì, chó giống gì, giới tính đực hay cái, khoảng bao nhiêu tháng tuổi, rồi mình sẽ báo giá xong xuôi rồi. Các bạn cứ đặt cọc cho mình 1 triệu, tùy theo cái giá trị của chó. Thường là các bạn đặt cọc cho mình 1 triệu thôi, không cần nhiều đâu. Mình sẽ chuyển chó lên cho các bạn. Khi mình giao tới nhà xe, mình ship tới nơi các bạn. Khi mà mình ra nhà xe mình giao á, sẽ có biên lai, mình sẽ chụp hình cho các bạn để chứng nhận là mình đã giao chó. Thì các bạn chỉ cần chuyển hết tiền mình còn lại là xong. Rồi mình sẽ đưa số điện thoại của nhà xe và biển số xe cho các bạn để các bạn liên hệ. Khi nào đến người ta sẽ điện cho các bạn và các bạn là nhận chó thôi. Rất đơn giản nha các bạn. Là Abel đó các bạn, đó đang đi tới luôn á. Sùng lắm. Sùng lắm. Bèo 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 bèo. À bèo. Ỉa đái đúng chỗ đúng nơi các bạn, chứ không phải muốn ỉa bậy bạ đâu. Nó đang đái đó. Nó đang đái. Nó đang đái. Mình cạo rồi như mắc cười không? Sùng rồi chưa? Béo béo. Béo. Sùng rồi chưa? Đào bới. Đây là bu. Abu abu abu. Abu. Đó, đó là con kêu là súp len. Bu bu. Abu. Nó uống nước mà các bạn nghe tiếng nó uống không? Nó uống kinh khủng khiếp không?
Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Các bạn thấy hay nhớ like, chia sẻ và cho mình một subscribe nha các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã muốn xem. Mọi người có nhu cầu mua bán cái dòng chó nghiệp vụ như là bẹt dê Đức nè, bẹt dê Bỉ, Malinois, Rottweiler, các loại chó cảnh cỡ nhỏ như Fox, Sóc, Pomeranian nè, Lạp Xưởng, Tắc Kinh nè, Budo nè. Các bạn cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 0789437447, mình sẽ đem lại cho các bạn những bé thú cưng thật là uy tín và chất lượng nha các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Nhớ đăng ký giúp mình nha. Xin cảm ơn mọi người. Chào tạm biệt.